Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, vừa phát hiện bắt giữ một vụ vận chuyển 30.000 viên thuốc tân dược xuất xứ nước ngoài nghi thuốc nhập lậu. Trước đó, trong lúc tuần tra kiểm soát trên địa bàn thành phố Châu Đốc, khi đến tỉnh lộ 995A thuộc phường Châu Phú A, tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang phát hiện một đối tượng điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra. Tuy nhiên, vừa phát hiện tổ công tác, đối tượng này tăng ga bỏ chạy. Trên đường tẩu thoát, Đối tượng này ném một thùng giấy xuống đường nhằm ngăn cản sự truy đuổi của tổ công tác. Tiến hành kiểm tra thùng giấy trên, tổ công tác phát hiện bên trong có chứa 3.000 dĩ thuốc tân dược xuất xứ nước ngoài, mỗi dĩ 10 viên, trị giá hàng hóa khoảng 135 triệu đồng. Do đối tượng bỏ trốn không chứng minh được nguồn gốc nên nghi đây là thuốc nhập lậu. Tổ công tác tiến hành bàn giao vụ việc cho công an thành phố Châu Đốc lập biên bản tạm giữ số thuốc tân dược trên để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định.